Rồi chào anh em nhé, băng cuối cho rẻ anh em. Băng cuối này là băng cuối một nước băng 7 được thâu trên đầu thâu chuyên nghiệp nhé. Giới thiệu anh em là đây Trường Sơn chế linh, tiếng hát chế linh Trường Sơn, tiếng hát Duy Khánh, Trường Sơn 9, Thanh Thúy, Kim Đằng 1, Kim Đằng 1, Nhã Ca, Nhã Ca 5, Đôi Mắt Ngày Xưa, Kim Đằng 2. Này là băng 7 nha anh em. Băng 7 này giá bán là 350.000 một cuốn, không bao ship. Băng này băng một nước và được thu băng đầu thu chuyên nghiệp nha. Mình giới thiệu anh em trước là cái băng 7 này là băng đã sử dụng băng một nước. Cho nên là nhiều khi nó thu mà thu nhạc 75 ấy, thì một cái cuốn này có thể nó thiếu mất hai hoặc ba bài phía sau mỗi mặt nha. Rồi giới thiệu rõ anh em biết như thế. Này là tua. Này tua cho nên nó không có mịn. Còn nếu mà máy mà chạy thì nó sẽ mịn nhưng không phải như này. Đây là tua đi thu lại thì nó sẽ như này. Đó. Đây là ví dụ chạy nó sẽ mịn này. Đấy, cứ ruột băng đấy, ruột băng nhìn biết ruột băng đấy. Có con nào mà cái vịt vịt này là cái xương đây nhá, cái xương do xương băng dừng xương băng nó không sạch được. Xương băng đó. này mịn. Mịn là do là chạy á, là nó mịn. Còn nếu mà tua thì nó sẽ hay có trường hợp này. Đó. Đây. Thanh Tuyền, Chế Linh, Tình Bơ Vơ. Này. Hương Quê. Hương Quê. Rồi có tới em đang thử anh. Này. Dạ, con hai lo. Dạ. Chế Linh, Nhã Ca 5. Này băng cối băng 7 nha em. Băng 7. 350.000 cuốn. Có cuốn thì nó thiếu 2 hoặc 3 bài nhé. Nếu mà băng nhạc trước 75. Đó. Rồi, anh em có nhu cầu thì nên mời liên lạc nha. Rồi, chào anh em.